Xin chào tất cả các anh chị em yêu lan. Thì trong quá trình mà trồng cũng như là chăm sóc cây phong lan thì chúng ta cũng hay gặp phải cái tình trạng cái cây lan của ta nó bị cái dấu hiệu như thế này. Thì đây mình sẽ cho anh chị em xem. Và thời gian vừa rồi thì cũng có rất nhiều anh chị em có gửi hình ảnh qua Zalo cho mình là cái cây của các bạn nó có những cái dấu hiệu như này, tức là lá lan nó có những cái đốm và nó có những cái vết. Đây, các bạn nhìn kỹ để thấy. Đó. Đây nữa. Đây. Anh em mình muốn soi thật kỹ để cho anh em xem. Đó, mình đã lấy nét. Mọi người xem thật kỹ. Đấy. Rồi, ok. Tức là ở trong cái cây lan, những cái lá của cây lan này nó có những cái vết lốm đốm màu trắng và màu nâu, và nó có cái dấu hiệu như kiểu là nó bị thối. Nó có dấu hiệu như kiểu là bị thối. Thì ở trường hợp này là nguyên nhân nó như thế nào? Thì ở đây thì thường thì nó xảy ra đối với lại những cái cây lan mà nó sau cái thời gian mà nó non quá độ, tức là những cái cây lan này nó phát triển rất là vượt trội, cái lá lan nó rất là non, và sau cái giai đoạn khi mà nó bị non như thế thì nó bị cái nấm khuẩn nó xâm nhập, và nó cũng bị những cái con côn trùng như là những cái con bọ trĩ này, rồi là những cái con bọ nhảy nó chích, nó hút, từ đó thì nó tạo thành những cái vết lốm đốm như thế này. Và sau khi mà có những cái vết lốm đốm như thế này thì nó có những cái vết mà nó cảm tưởng như chúng ta nhìn thấy rằng là nó như là những cái vết thối nho nhỏ ở trên cái lá ấy. Thì cái vết đốm đó chính là do những cái con virus vi khuẩn nó xâm nhập vào cái vết thương từ những cái con côn trùng nó chích, nó hút, rồi là cũng có thể là do những cái vết, có thể là cái lá non này nó non quá độ, nó bấy, và con virus vi khuẩn nó xâm nhập vào cái lá non này, nó gây nên cái tình trạng nấm và nhiễm khuẩn và gây nên cái thối lá cho cái phong lan. Thì đối với lại những cái cây như này thì anh chị em cũng có thể là để cái chậu lan của chúng ta vào trong cái khu vực râm mát và cắt nước thì nó cũng những cái vết thối này thì nó dần dần nó cũng sẽ bình phục. Nhưng mà để mà nhanh hơn và hiệu quả hơn thì anh chị em có thể là sử dụng cái sản phẩm chống thối của Ngọc Linh này này. Đấy, sản phẩm chống thối của Ngọc Linh này thì anh chị em sử dụng là 5ml trên 1 lít nước. Và nếu như mà anh chị em nào mà không có cái sản phẩm chống thối của Ngọc Linh này thì anh chị em cũng có thể là sử dụng cái sản phẩm xanh metilen ấy, tức là cái thuốc tím mà chúng ta hay bôi cái vết thương ấy. Các bạn ra cửa hàng dược các bạn mua cái thuốc tím đấy về thì cũng được nha các bạn nha. Cũng sử dụng là 5ml trên 1 lít nước. Cái này thì khi mà pha thì nó có cái màu xanh, xanh tím ấy. Đấy, thì anh chị em sử dụng cái sản phẩm Ngọc Linh này cũng được. Và cái hoặc là sử dụng cái xanh metilen, anh chị em pha với cái liều lượng là 5ml trên 1 lít nước. Anh chị em tưới cho cây lan, nó giúp cho những cái vết thương ở trên cái mặt của cái lá lan này này, nó đang thì có cái dấu hiệu thối thì nó sẽ bị, nó sẽ khô cái bề mặt lại, và nó khô rất là nhanh. Thì một ngày thì anh chị em cũng có thể là tưới cho cái cây lan của chúng ta vào những cái giá, vào thân, vào lá, vào giá thể của cái chậu lan khoảng độ 3 lần, một ngày có thể là tưới 3 lần. Thì nếu như mà anh chị em tưới 3 lần ấy, thì anh chị em pha 3 đến 4ml trên 1 lít nước. Còn nếu mà anh chị em tưới 1 lần một ngày thì anh chị em pha 5ml trên 1 lít nước. Anh chị em tưới cho cái chậu lan.
Thì ở đây thì mình pha là 3,5ml trên 1 lít nước, và mình sẽ tưới cho cái cây lan này, mình một ngày mình tưới cho nó 3 lần để cho nó diệt trừ những cái nấm khuẩn ở trên lá này đi, và nó nhanh khô cái vết thương. Thường thì chỉ cần 2 ngày thôi là nó đã khô những cái vết thương này lại rồi. Và anh chị em chú ý cho mình là trong thời gian mà chúng ta phun cái thuốc để mà chữa cho cái lá phong lan nó bị như này, thì anh chị em không tưới nước nữa, không tưới thêm nước nữa. Và sau khi mà sau 2 ngày tưới xong thì anh chị em có thể là sử dụng cho mình cái sản phẩm vi lượng đồng xanh này này. Đấy, sản phẩm vi lượng đồng xanh này thì nó có chứa cái vi lượng đồng này, canxi, magie và lưu huỳnh, thì nó bổ sung một số cái khoáng chất cho cái cây phong lan, nó giúp cho những cái lá này nó phục hồi nhanh. Đấy, và nó không còn bị những cái bạc như này nữa. Đấy, hoặc là nếu như mà anh chị em nào mà không có cái dung dịch vi lượng đồng xanh này thì anh chị em cũng có thể là sử dụng cái sản phẩm siêu lân này này. Siêu lân đỏ đậm đặc này này. Đấy. Anh chị em tưới cho cây lan là 1ml trên 1 lít nước, thì anh chị em tưới cho cây lan khoảng độ từ 3 cho đến 5 ngày thì anh chị em tưới cho cây lan một lần. Và cái thằng dung dịch vi lượng đồng xanh này thì cũng thế, thì anh chị em cũng tưới cho cây lan khoảng 3 đến 5 ngày thì anh chị em tưới cho cây lan một lần. Và anh chị em sử dụng như thế cho mình liên tục, cho mình là khoảng độ từ 3 đến 5 lần. Đấy, thì là nếu như mà có cái thằng đồng xanh này thì nó sẽ cung cấp một số cái khoáng chất cho cái cây phong lan. Đấy, nó giúp cho cái cây lan của chúng ta nó phục hồi nhanh. Đấy, và nó cũng có tác dụng diệt trừ các cái loại nấm khuẩn gây bệnh nha anh chị em nha. Cái thằng dung dịch đồng xanh này nó cũng có tác dụng diệt trừ những cái nấm khuẩn gây bệnh và cung cấp một số các cái loại khoáng chất vi lượng cho cái cây lan. Tất nhiên là nếu như mà không có thì anh chị em không dùng sản phẩm này thì cũng được, không sao cả. Thì chúng ta sử dụng cái lân siêu lân này này. Thì lân này thì nó có cũng có một số cái chung và vi lượng. Đấy, ở đây thì nó có lân này, kali này, magie. Đấy, và một số những cái khoáng chất nữa. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này thì nó sẽ cải tạo cái bộ rễ của cây lan. Và khi mà cái bộ rễ của cây lan nó phát triển khỏe mạnh rồi thì nó sẽ hấp thụ được một số cái khoáng chất ở trong nước mà chúng ta tưới hàng ngày, hoặc là trong những cái phân bón mà chúng ta đã bón cho cái cây lan này này. Đây này, trong những cái sản phân bón này thì nó đã có những cái chung và vi lượng. Thì khi mà chúng ta cải tạo được cái bộ rễ thì nó sẽ hút được, nó sẽ hấp thu được những cái chất chung và vi lượng đó, và nó sẽ cải thiện cái cây lan. Và đặc biệt là trong cái lân thì nó tạo sơ. Đấy, nó tạo sơ thì nó sẽ giúp cho những cái lá lan này nó non quá độ thì nó sẽ chững lại. Và khi mà nó chững lại như thế thì nó cũng lá của những cái cây lan này nó sẽ cứng cáp hơn và nó sẽ ít khi bị nhiễm bệnh hơn. Thì mình chia sẻ với anh chị em một số những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm chăm sóc cây lan như thế. Thì nếu như mà anh chị em nào mà gặp trường hợp này thì anh chị em cũng có thể là tham khảo cái video chia sẻ hôm nay của mình. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình phun cái sản phẩm Ngọc Linh này cho cái cây lan này của mình. Thì ở đây thì mình đã pha sẵn rồi và mình tiến hành mình phun cho nó. Cái dung dịch này thì khi mà chúng ta pha, chúng ta phun thì nó có cái màu xanh như này nha các bạn nhé. Đây này, nó có màu xanh như này. Đấy. Và cái thằng xanh methylene thì pha phun thì nó cũng có cái màu xanh như này nha các bạn nhé. Thì anh chị em tốt nhất là anh chị em nên tưới cả vào mặt dưới và mặt trên của lá. Rồi, và mình xin kết thúc cái video chia sẻ hôm nay ở đây. Và nếu như mà các bạn thấy cái video chia sẻ của mình hay và có giá trị giúp ích cho các bạn thì các bạn hãy
cho mình xin một like và một lời bình luận vào trong cái video này để cho kênh Đức Hoa Lan của mình ngày càng phát triển. Và anh chị em cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh để đón nhận những cái video chia sẻ mới nhất của Đức Hoa Lan. Đức Hoa Lan xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em ở các video tiếp theo.